từ bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, mới đây, bệnh viện đã phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u khổng lồ trong ổ bụng cho một nam bệnh nhân. Được biết, nam bệnh nhân 60 tuổi, trú tại Hậu Giang, nhập viện ngày 13 tháng 3 trong tình trạng bụng trướng to và đau, người gầy rộc đi lại khó khăn. Bệnh nhân cho biết ông bị tình trạng trướng bụng đã kéo dài hơn 2 tháng, khiến bản thân không ăn uống được gì. Qua khám lâm sàng và chụp các lớp vi tính, các bác sĩ chẩn đoán ổ bụng bệnh nhân có khối u rất to, cần phẫu thuật khẩn cấp. Các phẫu thuật được thực hiện vào ngày 16 tháng 3, Đến nay, bệnh nhân đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định. Bác sĩ La Văn Phú, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật chia sẻ rằng, 29 năm cầm dao mổ, đây là ca phẫu thuật phức tạp nhất mà bác sĩ Phú từng gặp. Khi mở ổ bụng bệnh nhân, các bác sĩ thấy khối u nằm sau phúc mạc chiếm gần hết khoang bụng, khối u chèn ép và dính vào hầu hết các cơ quan như là dạ dày, ruột non, đại tràng, lách, hai thận cùng các mạch máu. Các bác sĩ phải thực hiện phẫu thuật tỉ mỉ, phối hợp nhịp nhàng vì chỉ cần một sơ suất nhỏ, đặc biệt nếu phạm vào những mạch máu lớn sẽ lập tức xảy ra tai biến, thậm chí đe dọa đến tính mạng bệnh nhân. Cùng theo bác sĩ Phú, với khối u lành như trường hợp này, nếu bệnh nhân đến bệnh viện sớm hơn thì ca phẫu thuật sẽ rất đơn giản, hạn chế nguy cơ tai biến và ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân. Bác sĩ Phú khuyên người dân khi thấy sức khỏe có dấu hiệu bất thường cần đi khám để can thiệp ngay, phòng tình huống diễn biến phức tạp gây khó khăn trong quá trình điều trị.